mình đang ở trên đường Điện Biên Phủ và đang hướng về cầu Sài Gòn. Mình chạy qua cầu Sài Gòn để về bên phía quận 2. Sau đó mình sẽ đi hành chui sông Sài Gòn và sẽ đi về phía quận 4. Nó mở đèn pha cái gì đó rất là cháy, nó hắt lên trong cái gương á, và nó hắt lên trên cái mặt mình đó, không có thấy gì hết giờ, không có quan sát được phía đằng sau. Và bây giờ thì nó cũng bằng phẳng hơn rồi.
đó là người thấy là ở hai bên này kia đa phần là quán ăn không, rất là nhiều quán ăn. Do là mình nói là dân ở đây giàu mà, do là mà quán ăn nó là cái cách để thu hút tiền đó. Đa phần là quán ăn nào cũng có người ăn hết á, cũng đông hết hết á. Đó là mình còn ở đây là già là cuối tuần nữa. Đèn thì đủ màu hết, những cái bảng giữa đèn lớp á màu rất là đẹp, và mình thấy đa phần là màu xanh lá, cái màu đạm đó và màu ca mà cái màu chủ đạo, bởi vì những cái màu đó nó rất là nổi, từ phía xa thì mình có thể thấy được. Và là đường này ở bên nó có những cái thức mà có những cái cua mà rẽ vô á, tức là ở phía bên đường ngược lại á, xe hơi thì nó rẽ vô, nên là khi chạy mình cũng phải cẩn thận, bởi vì đôi khi á những chiếc xe hơi á nó quẹo vô rất là bất ngờ luôn, đôi khi á là mình không có chuẩn bị, mình không có đối phó thì kia được á. Cái khúc này thì mình phải quẹo ra ngoài đây mình chạy, do là ở phía trong nó không có đường để lắp nữa, mình dành cho đường ở đây thì hơi tối, do là chỉ có một cái la đình đường thôi. Thì ở đây có một cái đường xanh đường đỏ, nhưng mà buổi tối thì nó chỉ còn cái đường vàng thôi, do vậy nên là xe nó chạy bốn phía. Mình chạy thì mình cũng để ý một chút xíu, nhất là qua những cái ngã tư á, thì cái khu này á tới cái phút này thì hơi sập sệ, đa phần là những cái nhà họ chưa có chịu tiền bồi thường hoặc là không nằm trong khu quy hoạch á, nên là họ vẫn còn trụ lại. Chứ mình nghĩ là sau một khoảng thời gian nữa là nguyên cái khu này á nó quy hoạch hết trơn, là những cái nhà sập sệ á nó sẽ không có còn tồn tại nữa. Đã nghe tiếng ếch rồi kia kia không? Hết rồi, chỉ có cái khúc đó thôi, không biết mọi người có nghe hay không, thì nó kêu cũng hơi nhỏ đó. Mình thì thích dậy những cái con đường như thế này bởi vì khi mà nghe cái tiếng ếch kêu hoặc là nghe tiếng dế thì nó đưa lại cho mình một cái cảm giác rất là vui vẻ, giống như là dưới quê vậy đó. Cái con đường này là khoảng chừng 8-9 năm về trước á, khi mà lần đầu tiên thằng bạn mình nó dẫn mình qua đây, thì cái con đường này nó đáng hù, nó rất là nguy hiểm luôn, hầu như là người ta rất là hạn chế để đi đường này. Do là ngày xưa thì đâu có mấy cái khu mà xa la, rồi xa na, gì tùm lum, tùm la đâu. Thì ở đây chỉ là một cái mảnh đất trống thôi. Đó rồi xong lúc lên bởi vậy cái con đường hiện tại mình đang chạy nè, ngay cái khúc này nè. Đó ngày xưa hầu như là lúc mà nó chở mình là khoảng chừng 8 giờ rưỡi tối, thì là chỉ có một mình chiếc xe của nó, là có hai thằng thôi, hai thằng chạy trên con đường này thôi. Đó là mọi người biết là lúc đó nó nguy hiểm thế nào rồi đó. Và bây giờ thì tha hồ vô tư, do là khi mà nó quy hoạch rồi đó, những người có tiền đó, họ dồn về đây họ sinh sống, thì đương nhiên á nó sẽ cải thiện về an ninh cũng như là bảo vệ. Như là phía này nè có một cái chốt bảo vệ, đương nhiên là nó chưa thể bằng ở cái khu phía Mỹ Hưng đâu. Khu phố Mỹ Hưng thì nó rất là cái đạo bảo vệ nó rất là quy củ luôn, giống như là nếu mà vô trọng cái dịch đều là không thể nào mà chạy thoát được đó. Còn ở đây thì mình nghĩ chắc khoảng chừng vài năm nữa thôi thì nó sẽ an ninh hơn cái khu phố Mỹ Hưng nữa, bởi vì cái khu này nó còn đắt hơn là trong phố Mỹ Hưng mà.
cái khu đối diện đó, mọi người thấy những cái chung cư, những cái tòa cao ốc đó, thì bên đó nó thật sự là giàu hơn phía bên đây. Bên đây thì đa phần cũng giàu nhưng mà nó quy hoạch mà nó vẫn để lại những cái khoảng xanh, nó chưa có xây dựng này kia hết, chưa có xây dựng xong đó thì vẫn có cây rừng này kia, cũng khá là nhiều mảng xanh đó. Còn phía bên kia thì coi như là giống như là một cái khu phố toàn là nhà cao tầng không. Bây giờ đèn đỏ rồi phải dừng.
quan hết. Ở đây có một cái ngã để mình rẽ vào trên cầu quan hết. Ngay cái chỗ góc bên trái của mình đó, có một cái quán hủ tiếu Bò Viên rất là lâu đời. Từ lúc nhỏ mẹ mình đã dẫn mình đi ăn chỗ đó được vài lần rồi. Nó chỉ bán hủ tiếu Bò Viên thôi, làm như người Hoa bán thì phải, mình cũng không biết nữa. Mà không biết là bây giờ có thay đổi hay không. Thì đây là ngã tư Cầu Ba Mét với Nguyễn Công Trứ. Đó, mình đang lên trên cầu Ba Mét. Về đêm lúc này là 8:45 tới ngày thứ bảy. Tàu này thì cũng có vài người vô gia tư họ ngủ trên tàu, nhưng mà họ tập trung ở trên tàu ông lãnh là đa số. Mọi người lưu ý là hai bên để vào quanh cái những cái băng ghế đá của bên trong này, ra là cái đoạn đường này nó cấm dần cấm đậu xe. Và cảnh sát giao thông nó hay đi những tuần đó, tức là nó bắt những chiếc xe mà đậu trong lề nó sẽ phải chạy rất là nhiều, và cũng không có cách nào để thêm chiếc xe lên trên vỉa hè hết á. Chỉ đậu sát vỉa hè là hay, mà đậu sát vỉa hè thì sẽ bị bắt và sẽ bị phạt. Thôi thì mình quay video đến đây thôi nha, chào mọi người. Hy vọng mọi người có một cái buổi chiều cuối tuần, một cái tối cuối tuần vui vẻ. Và nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.